Rồi, sạch chưa? Bêu. Sạch, sạch chưa? Sạch chưa? Xe sạch chưa con? Con dơ, dơ chỗ nào? Dơ chỗ này. Rồi rửa sạch rồi đi trả anh Bảo được không? Rồi bé đi rửa đi. Rồi trả trả cho kỹ nha, rửa sạch nha. Bạn trả rửa sạch rồi trả anh Bảo. Mình trả lại cho anh Bảo được không bé yêu? Có trả anh Bảo không? Hay là để đạp? Bé để bé đạp hay bé trả anh Bảo? Bé đạp hả? Mượn anh Bảo rồi, mai mốt mới trả anh Bảo nha. Mượn mượn đạp 5 phút, hiểu không? Được. Hay là đạp lâu, đạp 5 phút hay đạp lâu? Đạp lâu. Đạp lâu. Quá trời cưng à. Rồi, cưng chiếc xe quá trời. Rồi, rửa đi. Rửa đi.